ra trải nghiệm đi xe lửa Đà Lạt. Trên luôn đi. Không, đi lên lối khác mà cứ đi lên đi. Đi xe lửa thích không? Con xem gì con? Đây là lần đầu tiên con đi xe lửa phải không?
Đây là nhà ga đến duy nhất của tuyến đường sắt Đà Lạt. Ga Trại Mát nằm cách nhà ga Đà Lạt 7 cây số. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về từ ga Trại Mát về Đà Lạt bằng chuyến tàu tối lúc 7:15. Đầu máy xe lửa đang di chuyển từ phía đầu sang phía cuối đoàn tàu để bây giờ là đẩy đoàn tàu đi về Đà Lạt. Toàn bộ chuyến tàu được chiếu đèn sáng nên trở thành một cái vệt sáng vàng rất đẹp đi giữa màn đêm.